có đèn đi làm bóng với lại nó là thấy lại là đèn nó hơi vàng á. À, ý là lên bi hay lên đồ không? Lên bi rồi nên mình có thấy nó làm lại trong cho nó sạch luôn. À, có xe này mua lâu chưa? Mua có hôm tháng 11 á, bị số 62 á. Mua cái đợt dịch cái mình đi coi xe đâu. Chưa hết mới được. Là hết cái nội thất này luôn. Đi được đâu? Mới vô đồ đây đó, tụi nó nghe hả? Thì mình vô hết màn hình Android với lại 3D 5D hết luôn. À, làm hết luôn. để nhà đi luôn. Dạ. Quá đẹp. Đập S vô lâu lâu mình đi chứ có đi đâu đâu rồi, mình để đi chơi mà. Để đi chơi làm cho đẹp đẹp xíu gì đâu. Là bán gì bán cái... đồ bên này nè. À, bán cây kiểng với giống rồi kiểng. Mấy cái bình mà đựng rượu nó mắc không ta? Rẻ. Ông chủ ông mua cái xe cũng khá là lâu rồi, từ lúc dịch mà bây giờ bắt đầu với nhờ phan rút hồ sơ thì đây thì nó cũng sắc xuôi thì nó cũng dây luôn. Đi qua bên này nó mình mua cái bình ha. Ở đây là gần cái chỗ các anh mua chiếc Kia Carnet, mình thấy ở đây có nhiều bức tường rất là đẹp. Qua mình xem mình coi biết đâu sau này mình có điều kiện và có tiền mình sẽ mua một mình thử thỉnh một tượng mẹ về để gia đình ha, rất là đẹp luôn. Trời ơi, rất là đẹp. Người ta đang làm khô gì đây, cái này như bằng đá thôi, rất là đẹp luôn. Mình thì bên Phật giáo, bên Phật thì mình sẽ tìm thỉnh ví dụ như là mẹ Quan Âm thôi. Ở đây có cái hình mẹ của ông rất là đẹp, mình đã đẹp chưa? Trời ơi, ở đây người ta làm cái mặt khuôn mặt mẹ là hơi tròn hơi mập ha, nói chung là mập, hai cái má hơi mập mà nhìn mà rất là đẹp. Hay là sau này mà ví dụ như là mình có tiền có điều kiện mình sẽ thỉnh một thỉnh về để về nhà, nói chung là mình để trước nhà thì rất là đẹp, nói chung là mình sẽ có một cái vườn, một công viên rất là tuyệt vời để mình làm những cái công viên nó đẹp. Như muốn làm tượng mẹ con ông mình nhỏ như tượng nó đá đấy, tượng nó bé đấy, mét mấy gì đó, mét hai luôn, mét hai không? Mà đây có mẫu không? Mình có luôn hay là phải đặt? Nhưng mà mình tìm chuyện gì? Sao? Nếu là mình cần chọn đứt mẹ gì á. Đó, học ngâm á chứ. Chắc em nè. Mình sẽ hỏi giá thôi. Hỏi giá? Ví dụ như là sau này mình sẽ có điều kiện, mình sẽ chỉnh một mẹ về. Rất là đẹp, cái gì nhìn thấy. Đây là... Cái này gọi là gì đó? Chúa hả? Công chúa mẹ Maria hả? Cái tàu vậy chứ. Cái đoạn... Dính... Cái đoạn... 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 Cái
đá to. Anh ra đi anh chạy à? Anh chạy bên kia đường chạy thẳng lên tầm 30 cây số đối diện cây xăng xăng tâm hoàng có xe. Ok bự quá. Không phải, ok cảm ơn anh. Cảm ơn anh nha. Tính mình vô mình hỏi thử giá được, mà cao khoảng 1m2 bao nhiêu tiền để sau này ví dụ như có điều kiện mình sẽ mua, mình sẽ thỉnh về một cái đất nhà. Nhưng mà ở đây là cái nơi sản xuất, nơi sản xuất bây giờ điêu khắc chậm chung vậy thôi. Hôm nay cũng là buổi chiều mình lên trên Dầu Dây này, mình lên lúc hồi sáng. Review và rất là nhiều xe và có nhiều xe giá rất là tốt. Đây là con Sandona của mình đi nè. Sandona của mình là trước là mình không có dán chữ, hôm nay mình dán vô Pháp Anh. Một cái tem logo và cái bề bước. Mình mới chơi một cái dàn âm thanh luôn. Đồ cái xe này hết ba tổng cộng là 45 triệu. Anh chị thấy ghê không? Cái xe có cái gì đâu mà hết 45 triệu. Cái bề bước này không còn 8 triệu. Cái màn hình của nó nè. Rồi cái bô nó không, rất là nhiều. Mới làm bô hai bô này. Rồi bên này cái không? Vô cái này ha. Nhưng cái này không tiền không? Đúng không? Rất là nhiều. Cho nên là một chiếc xe mà bình thường thôi, nhưng mà mình khi mà mình mua thì không bao nhiêu, mà khi vô được chơi nó rất là tốn kém và rất là nhiều luôn. Cho nên anh chị nào ví dụ như là mua xe muốn vô được chơi rất là tốn kém, nhưng mà đó là một cái đồ chơi theo xe cho nên là phải chấp nhận. Còn đi mua xe mà tìm những cái xe có đồ chơi sẵn này chắc chắn một điều là không bao giờ có và rất là khó. Ví dụ như ông chú này ông mua cái xe thì có khó đâu. Sao em chị qua kia cả hả? Sao chị qua công ty hả? Cả không được à, nó khó à, nó nằm sâu ấy hả? Bây giờ mình đi ra phía ngoài chạy về công ty, tại vì anh chị biết sao cái dòng Caravan này nó số khung nó nằm sâu bên trong và khó cà, cho nên là phải chạy qua công ty nâng lên để cà. Đây là con Caravan mới 2.0, xe này mua từ lúc dịch bây giờ. Ở những cái xe này chú mua của bên Pháp Anh, mua cũng hồi dịch thôi thì xe đâu có gì đâu mà chú về chú làm tơ lưa gầm rồi ghế trần độ tơ lưa và đèn này, đèn thì thay cặp đèn luôn thôi, đi lên đèn đi. Cho nên gì thấy đồ chơi đi, xe thì không bao nhiêu nhưng mà vô đồ chơi rất là tốn kém, nhưng mà chấp nhận thôi, tại vì mình muốn nó đẹp thì mình phải làm những cái điều đó. Thôi để nó chạy qua bên kia nó cà thôi, tiếng chạy về cho em đúng không, cho nó kể từ đó thì nói gì Pháp Anh nhắn lại cho nó quên thôi. Dạ dạ. Tại vì sao không? Mình tập xe nhiều khi mình chạy nó quẹt. Đúng rồi, chạy trước. Dạ dạ. Giờ chuẩn bị lấy bằng rồi. Chuẩn bị lấy bằng để đi rồi. Đi lại giờ em nó làm lại cho đẹp đẹp luôn. Dạ. Bây giờ hãy quay dưới đây nhiều lắm mà, có đăng lên YouTube mình. Đó. Cái này không hả? Cái này là số 4.